Cháu xin cảm ơn lời cái sản xuất tuyệt vời của bác này là cha. Vâng. Và phụ thân của cô chú rể cũng gửi lời đến chú rể rằng ngày vui pháo nổ vang trời, mẹ tặng hai đứa một lời vàng son rằng dâu hiền nghiệt thả nghe con, bỏ công cha mẹ sớm lâu thăng cuối kề. Vâng, món quà nhỏ tấm lòng son mà tặng để nuôi con sau này, nhớ sinh một gái một trai, vâng, nuôi dạy con lớn thật tài cha mẹ vui. Vâng, và đỡ lời cho cô dâu và chú rể xin trân trọng kính mời phụ thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể và bác đại diện của phái đoàn nhà trai cũng như phái đoàn nhà gái hãy lên chụp bức ảnh đẹp nhất trong ngày vui ngày hôm nay để làm kỷ niệm 100 năm hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời ạ. Vâng, đỡ lời cho cô dâu chú rể xin trân trọng kính mời phụ thân và phụ mẫu của cô dâu và chú rể hãy lên chụp bức ảnh đẹp nhất với cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, kính thưa cô chú, thưa cô bà, dì cô, chú chị cùng toàn thể các bạn trẻ lao đi theo phòng và kiểu mến. Vâng, anh xưa yêu nhau thì đôi bạn trẻ thường ước ao rằng ước gì ta được chung nhà, chung cha chung mẹ, chung bà chung ông, ban ngày chung việc ngoài đồng, ban đêm chung gối chung phòng chung chăn. Và ước mơ ấy hôm nay đã trở thành hiện thực, đôi bạn trẻ đã tìm được gốc thông xưa hẹn ước, tìm được người trước hẹn hò, tìm được người đi chung một con đò sông sâu biển cả hẹn hò có đôi. Dù mối biển ngoài kia không mặn chát nhưng tình hai bạn vẫn son sắc mặn mà, dù sóng biển ngoài kia có nổi phong ba nhưng tình hai bạn vẫn vững như thuyền với lái. Kính thưa quý vị, vâng, để đánh dấu mốc sự kiện quan trọng hôm nay, hai bạn đã có những kỷ vật để dành tặng cho nhau, đó là những chiếc nhẫn thành hôn hai bạn đã trao cho nhau vừa rồi. Vâng, và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời thân sinh phụ mẫu của cô dâu và chú rể hãy ra trước khán phòng cưới, trước khán phòng danh dự để chụp những bức ảnh lưu niệm tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất trong buổi sáng ngày hôm nay.